Trung tâm điện tử Anh Phương xin chào các bác. Vâng, có hàng liên tục về cho các bác phục vụ đây. Thì xin thưa các bác là ngày hôm nay theo yêu cầu của một số anh em cũng như là một số bác khách hàng, thậm chí còn chưa xem được cái hàng nó như thế nào thì cũng đã chốt hàng để gọi là muốn ngắm nhìn nó rồi trước khi đặt cọc. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh Phương xin làm một video để giới thiệu các bác về những cặp loa đang về và sẽ về với trung tâm điện tử Anh Phương và đã có mặt tại trung tâm điện tử Anh Phương. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn cặp loa đầu tiên, đó là cặp loa đến từ Mỹ của hãng JBL. Các bác nhìn ngoại thất của nó, cặp loa này thì nó mướt mượt luôn, mỏng manh dễ vỡ, mướt mượt. Nhìn từ xa trước các bác nhỉ, nhìn quả loa này từ xa, con này nó đẹp đến mức còn nguyên tem giấy luôn các bác. Sử dụng một bát 40, một tép kèn titan, còn zin 100% luôn các bác. Dòng sản phẩm đến từ đất nước Mỹ, còn cả tem giấy xịn luôn. Nếu bác nào biết đọc tiếng Anh thì chúng ta có thể dịch những cái thông tin này. Thùng đây, ngoại thất của nó, những cặp loa ngoại thất rất đẹp. Từ những bo góc cạnh này nó còn rất là chuẩn. Rồi bên hông, bên hông, phía đằng sau, các bác quan sát kỹ phía đằng sau. Mã của sản phẩm này các bác nhìn cái tem này, nó như mới luôn. PR125 Made in USA. Thùng vách nói chung là đẹp. Hiện tại thì anh Phương đã mở ra một quả loa đây cho các bác ngắm nhìn, bởi vì là ngoại thất thì nói chung là không có điểm tì vết, không có điểm chê, trừ một số cái vết người ta bắn ở trong phòng hát thì nó có một vài cái lỗ đinh như này thì em đã lấp rồi. Đây các bác để ý kỹ, chúng ta ở trên mặt trên này nó có 2-3 vết đinh này. Đấy, em đã cho lấp lại rồi, lấp lại bằng chính, chúng ta chỉ cần hơi rỗ rỗ xuống một chút là cái lỗ nó lấp lại, hoàn toàn không có vết gì cả. Ok, dòng loa bãi xịn đấy. Đây này, bát của nó các bác này, bát của nó sử dụng gân sóng, thằng nó Mỹ thì nó đặc trưng của nó rất là đẹp, nhìn nó rất là chất và khôn. Nó sử dụng 3 gân cho nên tiếng bát của nó rất là hay, trông cái chất của nó lì mặt đúng không? Độ bền cao, màng của nó sử dụng màng bằng giấy cho nên là độ nhạy cao và chất âm thì nó trung thực. Từ những cái nhựa này các bác quan sát, nó không có cả một vết nào. Cái tem của JB tem xịn, trông nó khôn đẹp không? Không có một vết xước các bạn. Đây là đáy thùng, đẹp, mỹ mãn. Em sẽ mở cái bát cho các bác quan sát. Đây là bát của nó, Made in Weda 15 inch. Con này độ nhạy của nó đạt 99 decibel, con này nhạy dã man. Công suất của nó đạt là 225W cho một quả bát này. Made in Weda JBL, hàng Mỹ nổi. Phân tần của nó đây các bác này, hàng Mỹ rất là hay. Còn tép của nó ở bên trong này, bây giờ ta quay cái tép của nó. Cái tép của nó đây các bác này. Cái tép này còn nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy, còn như mới. Tất cả các chi tiết của dòng sản phẩm JB thì chắc chắn các bác mà theo dõi, các bác cũng biết cái chất của nó như nào rồi. Cặp loa này hiện tại anh Phương đang giao bán cho các bác có 16 triệu đồng một cặp loa bát 40 của Mỹ. Hàng đẹp cáu cạnh luôn, nó phải đạt khoảng độ 95-96%. Mua những đôi loa Mỹ này chúng ta có thể vừa chơi vừa trưng bày rất là đẹp. Cặp loa thứ hai anh Phương muốn giới thiệu trong buổi chiều ngày hôm nay đó chính là cặp loa của hãng Martin bát 40.
Dòng loa này thì với một cái độ phóng rất là xa cũng như công suất rất là tốt để cho anh em chúng ta chơi ở trong không gian rộng, và đặc biệt là anh em muốn hát mà nó bay tiếng, nó rõ nét, khỏe thì chúng ta có thể sử dụng cặp loa Martin này. Thùng vách đây các bác. Cặp loa Martin Bass 40. Đấy. Thùng đẹp. Martin Black. Mã của nó là AQ15. Martin Line. Công suất của quả này là 400W một quả. 400W một quả. Và công suất cực đại lên 1600W. Còn độ nhạy nó đạt mức độ cao nhất là 127 dB, đánh ở trở kháng 8 ohm. Giải tần nó đánh từ 45Hz cho đến 19kHz. Tức là giải tần của nó rất đẹp. Ok. Thùng vách thì mướt mượt. Những cặp này chúng ta thấy rằng là mướt mượt. Giá thành thì rất là rẻ. Những cặp loa Bass 40 nhưng mà giá thành này rất là hấp dẫn. Đấy, chúng ta có thể đầu tư những cặp loa này. Ok. Đây là cái bát của nó. Các bác quan sát cái bát của nó. Còn đẹp. Màng trong veo luôn. Đấy. Sử dụng hai gân. Hai gân vải nồi dầu. Kể cả bên trong này chúng ta thấy rằng những cặp loa nó còn mới, thì kể cả bên trong này cũng rất là mới. Bây giờ quay bên trong các bác này. Martin. Dòng loa Martin này các bác. Phân tần đây các bác này. Bông tiêu âm. Phần tần rất là gấu. Các bác quan sát phần tần rất là gấu. Bát của nó chuẩn ngon. Có mã vạch đầy đủ luôn. Công suất của quả này, đây là tép. Những hàng bãi xịn. Chúng ta quan sát thấy rằng là các thông số kỹ thuật của nó, nó có đầy đủ luôn. Quả tem này sử dụng từ 14. Ok. Cặp loa này hiện tại anh Vương đang báo giá các bác là giá 9 triệu đồng một cặp này. 9 triệu đồng một cặp giá trên tại cửa hàng. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì hãy gọi cho anh Vương với số máy 097 1998 555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.